Chào cả nhà mình, hôm nay mình chia sẻ đến bạn một cái cách để chúng ta tính tiền lãi. Cái công cụ tiền lãi này là nó vô cùng kỳ diệu và con người chúng ta phát minh ra được cái này. Nhờ vậy mà chúng ta mới như thế nào cái người làm kinh doanh họ mới có tiền, cái người đầu tư họ mới có rất là nhiều tiền, bởi vì hơn ai hết họ hiểu ra được cái gì ạ? Được cái sức mạnh là khi mà chúng ta kinh doanh đầu tư thì chúng ta phải có lãi, có lợi nhuận á. Cái đây là cái công cụ nó rất là mạnh. Và chính vì yếu tố đó, dĩ nhiên là cái này hàng ngày bạn nói hoài bạn cũng va chạm nó hoài, nhưng mà chúng ta hiểu cái bản chất của nó. Chúng ta đi gửi tiền ngân hàng, chúng ta gửi tiền tiết kiệm, chúng ta đi mua đất, chúng ta đầu tư, thì chúng ta hiểu ra được cái việc này. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu được cái bản chất. Thì cái người làm kinh doanh là chúng ta phải hiểu được cái bản chất sâu xa của nó. Vậy thì hôm nay mình muốn nói đoạn cái vấn đề này, nó gồm những ý sau. Thứ nhất, một là gì ạ? Chúng ta phải xác định được cái tiền vốn gốc ban đầu. Một là ở đây là chúng ta muốn xác định được cái tiền vốn gốc ban đầu. Cái tiền vốn gốc ban đầu, vốn gốc ban đầu. Thì cái số tiền vốn gốc ban đầu này, cái số tiền ban đầu nó được ký hiệu là chữ B. Chữ B. Nó viết tắt từ tiếng Anh lắm các bạn. Từ tiếng Anh. Ví dụ bạn cho một người bạn của bạn vay 5 triệu. Thì cái B đây là cái tiền vốn gốc ban đầu ở đây, nó có nghĩa là 5 triệu. Nó có nghĩa là 5 triệu. Bạn cho một người bạn vay là 5 triệu. Vậy là bây giờ các bạn xác định được cái chữ B chưa? Ok, đó là muốn tính lãi thì chúng ta phải xác định cái vốn gốc ban đầu. Rồi, cái số 2, chúng ta phải xác định được cái lãi suất. Chúng ta phải xác định được cái lãi suất, cái số 2. Chúng ta phải xác định được lãi suất. Nếu chúng ta không xác định được lãi suất thì gần như là chúng ta cũng không, sẽ không biết mình lãi là bao nhiêu. Thì lãi suất này được gọi là gì? Được gọi là cái tốc độ gia tăng của tiền theo thời gian. Tốc độ gia tăng của tiền theo thời gian, nghĩa là tiền lúc gốc nó là vậy, nhưng mà theo thời gian thì tiền nó tăng lên. Lúc ban đầu là tiền lên này, nhưng mà theo thời gian là nó tăng lên. Như vậy gọi là tốc độ gia tăng của tiền. Hay là cái tiền vốn nó được phát triển trong tương lai. Ví dụ như hôm nay là tiền vốn là 5 triệu, thì sau một tuần nữa thì tiền vốn nó bự lên, nó được phát triển trong tương lai, thì cái đó người ta được gọi là lãi suất. Cái này được gọi là lãi suất. Và cái lãi suất này được cái ký hiệu là cái chữ R. Cái chữ R người ta gọi là cái lãi suất. Cái tốc độ gia tăng của tiền. Ví dụ bạn cho một người bạn của bạn vay là 5 triệu và cam kết là sau tháng thứ 6, tức là cuối tháng thứ 6 là phải trả lại vốn gốc. Là vốn gốc này cùng với cái gì Cùng với cái lãi suất được tính là 1,5%, thì lúc đó cái lãi suất được tính thì điều đó có nghĩa là R này là được tính là 1,5% sau tháng thứ 6. Kết thúc của tháng thứ 6. Ok, các bạn nắm ra được cái này không ạ? Cái đó là, nghĩa là vừa rồi mình nói bạn vốn gốc, và thứ hai là mình nói bạn lãi suất. Và vậy cách tính lãi đơn nó như thế nào? Cách chúng ta tính lãi đơn. Lãi suất đơn người ta gọi là lãi đơn, lãi suất đơn hoặc là lãi suất kép, nó tắt nó là như vậy. Cách tính lãi suất đơn thì nó rất là đơn giản thôi. Lãi suất đơn thì chúng ta cái hiệu đó là chữ Y, lãi suất là chúng ta cái hiệu đó là chữ Y. Và nó bằng gì Nó bằng B nhân cái gì Nhân cho cái R đó. Vậy thì nếu mà cái công thức tính này thì chúng ta tính như thế nào? B ở đây chính là 5 triệu, ok chưa? 5 triệu chúng ta thay vô. Chúng ta 5 triệu thôi, vì chúng ta thay lại cái con số thôi. 5 triệu. Đúng là chúng ta nhân cho gì Nhân cho 1,5%. Nhưng mà 1,5% thì các bạn cứ thấy như vậy thì các bạn cứ chia cho chúng ta lấy số thập phân 1,5 chia cho 100.
Đó, nghĩ cái điều này được được gọi là gì à? À là 1,5% này. Vậy thì chừng cuối cùng nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? À? Nó sẽ bằng bao nhiêu? À nó sẽ bằng bao nhiêu? À 1,5% thì chúng ta có 5 triệu, và các bạn lấy máy tính bạn tính nhân cho 0,015. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? À? Nó sẽ bằng 75.000 đồng, 75k. À, để là lãi suất sau tháng thứ 6 là nó sẽ được 75k. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì cái số vốn gốc ban đầu là B, nhưng mà sau tháng thứ 6 thì cái số vốn ban đầu này nó không còn là B nữa. Mà nếu mà theo con số thứ 6 chúng ta chốt lại thì số vốn ban đầu lúc đầu đó là B. B. À, nhưng lúc này nó gọi là B1 rồi. À, nó được là bằng gì? Bằng 5 triệu, ok chưa? Cộng cho 75k nữa, 75.000 đồng đó các bạn. À, vậy thì bây giờ các bạn thấy chưa? Cái bạn hình dung ra là cái B1 này này, B1 này nó lớn hơn cái vốn gốc ban đầu đó là B. À, nó vô lớn hơn. Thì cái này là nhờ cái tốc độ tăng của tiền nó theo thời gian là kết thúc cái tháng thứ 6 á, với cái tốc độ tăng tiền là 1,5%, thì cái B này lúc này cái tiền nó lớn hơn. À vậy thì các bạn thấy cái tiền vốn chúng ta nó lớn theo thời gian. À vậy thì bây giờ các bạn thấy, các bạn nắm được cái cách tính lãi đơn nha, rất là dễ đúng không, rất là dễ, rất là đơn giản. Cứ cái số vốn gốc nhân với cái lãi suất ở một thời hạn nhất định là chúng ta nhân vào là tự nhiên chúng ta ra cái tiền, lấy máy tính bấm thôi. Cái này là mình phân tích ra để mà hiểu bản chất thôi. À, cái thứ tư, là nó hơi phức tạp hơn một chút xíu. Cái thứ đó là tính lãi suất kép, người ta gọi là tính lãi kép, lãi suất kép, lãi kép, ok giờ lãi kép, à, lãi kép, cách tính lãi kép, lãi suất kép, lãi kép. Vậy thì chúng ta muốn tính lãi kép thì bước đầu tiên chúng ta cũng phải xác định được cái B là số tiền vốn gốc ban đầu, cái này các bạn nhớ rồi đúng không? À, cái tiếp theo nữa là gì? Chúng ta cũng phải xác định được cái LR, này là gì ạ? À? Là cái tốc độ tăng của tiền hay gọi là lãi suất đó. À, vậy thì lãi kép nó được nói như thế nào ạ? À? Lãi kép là chúng ta tính cái số vốn gốc ban đầu rồi được cộng gì, cộng dần vào theo thời gian, nó được cộng dồn vào theo thời gian. À ok chưa? À, lãi đơn thì không được cộng dồn, còn lãi kép thì nó cộng dồn vào. À, vậy thì nó có từng cái khung thời gian nhất định. Ví dụ lãi kép nó như thế nào? Ví dụ ha, ví dụ lãi đơn ở đây là 1,5% cuối tháng thứ 6. À, còn lãi kép ở đây là 1,5% của mỗi tháng, và chúng ta sẽ chốt vào cuối tháng thứ 6. Các bạn có nghe cái ý của mình không ạ? Cái ý bọn mình nói này là theo cái cách lãi đơn này là 1,5% này chốt cái cuối tháng thứ 6. Còn cái cách tính lãi kép như là 1,5% này theo tháng, và chúng ta chốt cuối tháng thứ 6, vậy chúng ta có mấy tháng? Hóa ra chúng ta có 6 tháng. Vậy thì cái B ban đầu á là vốn gốc rồi. Vậy thì cuối tháng thứ 1 chúng ta lại là có được cái gì? Có được cái B1. À, các bạn hình dung ra chưa? À, cuối tháng thứ 2 giống như chúng ta tính lãi đơn theo từng tháng vậy đó. Cuối tháng thứ 2 chúng ta lại có cái gì? À, cái B2. À, cuối tháng thứ 3 chúng ta lại có cái B3. À, cuối tháng thứ 4 chúng ta lại có cái B4, B5, B6. Nó tính theo cách gì rồi nó cộng lại một cả. Bạn hình dung ra điều này chưa? Thì cái tính như vậy người ta gọi là lãi kép. Vậy hóa ra 1,5% cho tháng thứ nhất, rồi 1,5% cộng dồn lại, rồi nó trở thành vốn gốc ban đầu, là nó lại trở thành cái thứ hai. À, nó trở thành cái B2, và cái B2 nó trở thành vốn gốc ban đầu lại. À, để nó tính cho cái thứ ba mà nó trở thành vốn gốc ban đầu lại, nó trở thành cái B4. À, các bạn có nhận ra cái điều này chưa? À, nên là cái lãi kép nó cứ cộng dồn vậy, nó tính tiếp, nó cộng dồn, nó tính tiếp, nó cộng dồn, nó tính tiếp. Tóm lại là chúng ta kết tháng thứ 1 thì cái tiền chúng ta nó không còn là 5 triệu mà nó lớn hơn, rồi chúng ta lại cộng dồn vào. Nôm na nó là như vậy. À, cái điều thứ năm mà bạn phải xác định được là xác định được cái kỳ hạn mà chúng ta thanh toán, kỳ hạn mà chúng để chúng ta chốt chốt lại. À, cái thứ năm là để tính được cái lãi suất kép này thì chúng ta phải xác định được cái kỳ hạn.
các bạn nên xác định được cái kỳ hạn, xác định được cái kỳ hạn, kỳ hạn. Đó. Không có cái kỳ hạn này thì chúng ta không thể xác định được cái kỳ hạn để chúng ta chốt lại á. Lãi suất lãi mà sau cái kỳ hạn này sẽ được thanh toán là bao nhiêu, các bạn hình dung chưa? Chúng ta phải xác định được cái kỳ hạn hàng này. Giống như hồi nãy tôi nói á, cái kỳ hạn là 6 tháng mà chúng ta tính theo từng tháng, từ tháng 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 một, thì cái kỳ hạn này nó sẽ như thế nào? Nó sẽ được cộng dồn vào và nó sẽ ảnh hưởng đến lãi suất cuối kỳ. Bạn nhận ra điều này không? Thì cái kỳ hạn thanh toán này, cái kỳ hạn thanh toán này được ký hiệu nó là cái chữ N, N thường. Cái này được gọi là kỳ hạn thanh toán. Mình đang nói cái khái niệm về lý thuyết để cho các bạn nắm hơn. Sau cái bạn nắm hơn này thì bắt đầu mình nói rộng ra. Thì cái kỳ hạn thanh toán này nó được xác định như thế nào? Nếu cái kỳ hạn thanh toán này N theo ngày thì nó là 365 ngày. Nghĩa là cái này là theo ngày. Ngày. Điều đó có nghĩa là cuối mỗi ngày, cuối mỗi ngày là như thế nào? Là chúng ta chốt để nó ra được cái bên, để cái vốn gốc lúc này nó dịch chuyển sang lớn hơn rồi. Kỳ hạn thanh toán theo tháng, ví dụ vậy, theo tháng, kỳ hạn được tính theo tháng là nó sẽ được là 12 tháng. Và kỳ hạn mà theo quý thì nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ là 4. Tại một năm có 4 quý. Quý, ok, theo quý. Đó, các bạn nắm ra được cái này không? Hoặc là kỳ hạn thanh toán mà theo tuần thì nó là 52 tuần. Cứ như vậy mà chúng ta tính lờ thôi. Vậy thì cái số 6 ở đây chúng ta cần phải nắm được chỗ này. Cái số 6 chúng ta cần phải nắm được đó là cái gì ạ? Chúng ta xác định được cái số 5 tính lại. Chúng ta phải xác định được cái số 5 mà chúng ta tính lại, xác định được cái kỳ hạn là cái N rồi. Cái kỳ hạn là theo ngày, hoặc là kỳ hạn theo tuần, hoặc là kỳ hạn theo tháng, hoặc là kỳ hạn theo năm, theo quý. Và chúng ta phải xác định được cái số 5 tính lại, năm tính lại. Ok chưa? Yeah. Ví dụ là cái số 5 chúng ta tính lại ở đây, ví dụ là để chúng ta chốt lại đó, ví dụ là 10 năm. Thì nó được cái hiệu là chữ T, T thường đây nghĩa là 10 năm. Vậy thì chúng ta ra được cái công thức tính lãi suất nó như thế nào? Vậy thì cái công thức tính lãi suất nghĩa là như vậy. B ở đây là gì? Là B ở đây là B 10 năm này, B sau 10 năm này. Tổng cái tiền chúng ta nhận được sau 10 năm đó các bạn biết không? Nó sẽ bằng cái gì ạ? Nó sẽ bằng B là vốn gốc ban đầu. Cái vốn gốc ban đầu là chúng ta có. Cái này là cái công thức, thực sự là cái công thức chứng minh này từ đây ra thôi mà nó chứng minh nó mất công thời gian. Tới đây này, chúng ta cộng từng cái B1, B2, B3, B4, B5, chúng ta cộng liên tục nó ra. Người ta đã tính là bằng 1 cộng cho cái gì? 1 cộng cho cái gì? Cộng cho R là lãi suất trên cái kỳ hạn thanh toán. Nhân cho gì ạ? Đóng ngoặc lại chúng ta nhân cho gì ạ? Cái kỳ hạn thanh toán nhân với số 5. Cái công thức nó rất là như vậy thôi. Cái này là chứng minh nó ra thôi, không có cái gì hết. Các bạn nào học toán thì các bạn thấy ra được cái vấn đề này thôi. Vậy thì bây giờ mình có một cái ví dụ ha. Ví dụ là vốn gốc ban đầu của chúng ta. Làm ra một cái ví dụ là các bạn nắm đi. Ví dụ vốn gốc ban đầu của chúng ta là lấy tiền nô đi, đưa cho dễ, 2.000 đô. Cái gì ạ? Cái 1 cộng, ví dụ lãi suất của chúng ta cũng là 1.5% đi, 1.5%. Ra số thập phân thì nó sẽ là 0.015. Kỳ hạn ở đây là chúng ta tính theo kỳ hạn theo quý đi, đi cho nó nhỏ. Chúng ta tính theo năm nó lớn quá, theo quý. Rồi chúng ta như thế nào ạ? Chỗ này N là 4 và ở đây là 10. Đó, ok chưa? Và cái này là chúng ta kỹ năng tính máy tính thôi. Và sau khi tính toán ra thì chúng ta sẽ bằng gì? 2.323. Nghĩa là cái B10 này này, sau 10 năm này này, là nó không phải là 2.000 đô nữa, mà nó là 2.323. Bắt đầu cái cách chúng ta tính như thế nào? Bước đầu tiên là chúng ta tính ở trong cái ngoặc này trước.
Bước đầu tiên là các bạn tính cái mặt này trước. Bước 1 là chúng ta tính cái mặt này trước. Bước 2 là chúng ta nhân với cái số mũ này. Cái mặt này nhân số mũ này, cứ có máy tính là tính ra hết. Bước 3 là chúng ta nhân bên ngoài thì bắt đầu nó ra được kia này. Vậy thì cái này chính là cái gì ạ? Chính là cái số tiền gốc nó được tăng lên sau 10 năm với lãi suất là 1,05, 1,5%, đây là lãi suất kép. Còn nếu mà tính lãi suất đơn thì nó khác á. Ví dụ như tính lãi suất đơn thì bạn chỉ có gì ạ? Lấy 2.000 đô nhân cho 0.015, thế làm ra lãi suất số đơn. Vậy thì cái lãi suất, cái số tiền mà chúng ta nhận được sau 10 năm nó là bao nhiêu các bạn có không cái số tiền á? Cái này sau 10 năm nè, nó sẽ bằng B10 nè. Trừ đi cho B là số gốc đó, là nó là 323. Đây là cái số tiền lãi nó tăng lên sau 10 năm. Cái số tiền lãi chúng ta có được sau 10 năm. Ok, vậy là vừa rồi mình đã trình bày cho bạn về cơ bản về lãi suất đơn và lãi suất kép để chúng ta hiểu hơn cái bản chất của lãi suất trong kinh doanh. Bạn theo dõi mình ở đoạn video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ đến các bạn về cái cách chúng ta tính lợi nhuận trong kinh doanh, lợi nhuận trong doanh nghiệp. Chào các bạn, mình sẽ gặp các bạn ở những đoạn video tiếp theo. Bye bye cả nhà.